Tổng thống Nga Putin không ủng hộ khôi phục án tử hình. Ukraine thành lập cơ quan mua sắm. Pháp cam kết chuyển sớm 78 pháo tự hành Kassa cho Kiev. Nga đưa ra điều kiện đàm phán với Mỹ. Vụ tàu hàng đâm sập cầu ở Baltimore, Mỹ dừng cứu hộ dù 6 người còn mất tích. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Bất chấp kêu gọi của nhiều quan chức về việc khôi phục án tử hình sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản đối ý tưởng này. Theo đó, trong bài phát biểu tại buổi lễ vinh danh các nghệ sĩ và nhà giáo tại Điện Kremlin ngày 26 tháng 3, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh chủ nghĩa nhân đạo và lòng khoan dung có ý nghĩa quan trọng đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City cuối tuần trước. Chủ nhân Điện Kremlin nói, điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta bây giờ khi chúng ta giải quyết những gì đã xảy ra hôm 22 tháng 3 vừa qua là phải dựa vào những giá trị sáng tạo, chủ nghĩa nhân văn và lòng bao dung. Chúng ta nên đoàn kết để hỗ trợ các nạn nhân và điều này sẽ giúp nước Nga luôn mạnh mẽ. Bình luận của Tổng thống Putin có thể được hiểu là thông điệp gửi đến các nhà lập pháp và công chúng giảm bớt những lời kêu gọi thi hành án tử hình đối với những nghi phạm bị bắt khi đang cố gắng trốn sang Ukraine sau vụ tấn công Krokus City. Trước đó, Phó Chủ tịch Duma Nga Sergei Mironov đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc khôi phục hình phạt tử hình. Ông cũng kêu gọi áp dụng chế độ thị thực đối với các nước Trung Á vì hầu hết những kẻ bị nghi ngờ là khủng bố đều đến từ Tajikistan. Ông Mironov hiện là lãnh đạo đảng Một nước Nga công bằng vì sự thật có 28 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 450 thành viên. Đề xuất hình phạt tử hình của ông Mironov cũng được lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do LDPR Leonid Slutsky ủng hộ. Tuy nhiên, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đã bác bỏ ý tưởng trưng cầu dân ý, cho rằng việc khôi phục án tử hình là một vấn đề đơn giản đối với tòa án hiến pháp. Ông Volodin cho biết, trong hiến pháp của Nga và luật hình sự, án tử hình vẫn chưa bị bãi bỏ. Tòa án hiến pháp chỉ hoãn việc áp dụng án tử hình cho các tội phạm đặc biệt, do đó chúng ta không cần trưng cầu dân ý. Tòa án hiến pháp Nga đã đình chỉ án tử hình vào năm 1999, cho rằng sẽ không công bằng nếu không có bồi thẩm đoàn xét xử và không phải vùng nào trong nước cũng có án tử hình. Một đại biểu của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, ông Mikhail Seremets tuyên bố sẽ kiến nghị lên tòa án một lần nữa về vấn đề này. Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Nga, thẩm phán Valery Joskin cho biết quyền sống được hiến pháp đảm bảo có nghĩa là quyền không bị kết án tử hình. Vì vậy, việc khôi phục hình phạt tử hình sẽ đòi hỏi phải thay đổi chính hiến pháp. Ngày 26 tháng 3, Ukrainska Pravda đưa tin, Cục Kế hoạch Hậu cần đã được thành lập trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây sẽ là nơi xây dựng kế hoạch dài hạn để mua thực phẩm, quần áo, nhiên liệu và chất bôi trơn cũng như thiết bị hậu cần cho quân đội Ukraine. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vitaly Polovenko lưu ý, nhiệm vụ chính của cơ quan này là rút ngắn thời gian xử lý các tình huống khi Bộ cần mua gấp mặt hàng nào đó cho lực lượng vũ trang Ukraine. Các chuyên gia của Bộ phận sẽ nghiên cứu thị trường, theo dõi giá cả và xác định chi phí ước tính. Việc mua sắm sẽ do cơ quan điều hành kho vận nhà nước trực tiếp thực hiện. Cùng ngày, Europin Pravda đưa tin, tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp phái đoàn của Quốc hội Estonia do ông Lauri Hussa dẫn đầu. Trong cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn Estonia đã hỗ trợ trong cuộc xung đột với Nga và sáng kiến đóng góp 0,25% GDP hàng năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Các bên cũng thảo luận về hỗ trợ quốc phòng và hợp tác song phương, việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để ủng hộ Ukraine và tiến triển trong việc chuẩn bị một thỏa thuận an ninh song phương. Chủ tịch Quốc hội Estonia Lauri Hussa đã đến thăm Kiev hôm 26 tháng 3, nơi ông gặp Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và Thủ tướng Denis Samigan. Trước đó vào ngày 25 tháng 3, ông Hussan đã gặp các nhà lãnh đạo của Quốc hội Ba Lan, nơi ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine. Trong một diễn biến khác, ngày 26 tháng 3, Europin Pravda đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã đảm bảo rằng Paris sẽ sớm cung cấp cho Ukraine 78 đơn vị pháo tự hành Caesar, đồng thời sẽ tăng cường cung cấp đạn dược. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Lecornu cho biết Pháp, Ukraine và Đan Mạch đã đạt được thỏa thuận về việc tài trợ pháo tự hành Caesar 155mm
Điều này sẽ cho phép Paris nhanh chóng chuyển giao chúng. Ông cho biết, Pháp cũng đặt mục tiêu cung cấp cho Kiev 80.000 viên đạn pháo 155mm trong năm nay, tăng từ mức 30.000 viên mà nước này đã cung cấp kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp lưu ý, Paris đang tham gia tìm kiếm nguồn dự trữ thuốc súng và đạn dược có thể được mua ở các nước ngoài Liên minh châu Âu như một phần của sáng kiến của Séc. Đồng thời, ông Le Cornu cho rằng các nước châu Âu phải giảm sự phụ thuộc vào Mỹ để đảm bảo an ninh cho lục địa này, ông nhấn mạnh. Đây là điều tuyệt đối cần thiết. Theo tôi, thật sai lầm khi người nộp thuế ở Mỹ phải trả giá quá nhiều cho an ninh của người châu Âu. Trước đó có thông tin cho rằng, tập đoàn vũ khí Pháp, Đức, KNDS sẽ thành lập một công ty con mới với cơ sở sản xuất sẽ được đặt tại Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã nhận được 30 pháo tự hành Caesar và 38 xe bọc thép AMX-MRC. Hồi đầu năm nay, Paris đã công bố kế hoạch sản xuất thêm 78 khẩu pháo Caesar cho Ukraine. Trước đó, ông Le Cornu cũng đã nói về kế hoạch thúc đẩy công ty Dallaire của Pháp, chuyên về máy bay không người lái, hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Ngày 26 tháng 3, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho biết, phái đoàn ngoại giao của Moscow hiện chỉ có những liên hệ tạm thời với chính quyền Mỹ kể từ vụ tấn công nhà hát ở Moscow ngày 22 tháng 3. Vị quan chức này tiết lộ, trong tuần tới, hai bên dự kiến sẽ trao đổi về các mối quan hệ song phương, cách có thể tiếp tục chung sống và liệu có bất kỳ cơ hội nào để mối quan hệ Nga-Mỹ không bị phá hủy hoàn toàn hay không. Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow có đủ ý chí chính trị để đàm phán với Washington, nhưng ủng hộ một cuộc thảo luận toàn diện về mọi vấn đề. Đài RT dẫn lời ông Peskov giải thích, Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, chúng tôi sẵn sàng đối thoại và chúng tôi tin cần phải thảo luận một cách toàn diện về mọi vấn đề. Các bạn không thể tách một số vấn đề ra khỏi bối cảnh chung, hiện chi phối quan hệ song phương của chúng ta. Hồi tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov từng cho hay nước này đang cố gắng xác định liệu có nghĩa lý gì khi đối thoại với Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại hay không. Từ tháng 2 năm 2022, Washington đã cắt đứt gần như toàn bộ quan hệ với Moscow, viện dẫn lý do là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đến tháng 8 cùng năm, Đại sứ Antonov mô tả chỉ còn lại những mảnh vụn trong quan hệ song phương, ám chỉ đến đường dây nóng nhằm giảm xung đột ở Syria, hợp tác thám hiểm không gian và một số công việc về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, kể từ đó, Nga đã đình chỉ tham gia Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân New START, trích dẫn nguyên nhân từ những tuyên bố của Mỹ về việc gây ra thất bại chiến lược đối với Moscow thông qua viện trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine. Hồi tháng 2 năm nay, ông Peskov lưu ý, Nga không nhận thấy ý chí chính trị nào từ Washington trong việc tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Moscow. Hiện phía Mỹ chưa lên tiếng phản hồi các phát biểu mới của giới chức Nga. Sáng sớm ngày 26 tháng 3, cầu Francis Scott Key, bang Maryland, Mỹ đã bị sập sau khi bị tàu container Dali đâm trúng. Tàu Dali do tập đoàn Synergy có trụ sở tại Singapore điều hành và đã được hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch thuê để vận chuyển hàng hóa. Đêm cùng ngày, chính quyền Mỹ đã ngừng việc cứu hộ 6 người mất tích sau vụ sập cầu ở Baltimore, gây gián đoạn một trong những cảng thương mại đông đúc nhất của nước này. Hãng tin AFP dẫn lời chuẩn đô đốc Shannon Guinrie của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ nói, dựa trên khoảng thời gian chúng tôi đã thực hiện cuộc tìm kiếm này, những nỗ lực của chúng tôi cùng với nhiệt độ nước, vào thời điểm này, chúng tôi không tin rằng sẽ tìm thấy bất kỳ người nào còn sống. Tất cả 6 người mất tích đều là thành viên của một đội xây dựng ban đêm đang sửa chữa ổ gà trên cầu Francis Scott Key khi vụ việc xảy ra. Ông Rudolph Butler, là lãnh đạo cảnh sát bang Maryland cho biết nhiệt độ và dòng chảy đang khiến các thợ lặn khó tìm kiếm dưới nước, tuy nhiên các tàu thuyền sẽ tiếp tục tuần tra trong đêm. Trong đoạn video ghi lại vụ sập cầu cho thấy, chiếc tàu hàng chở đầy container đâm vào một trong những trụ đỡ của cây cầu Francis Scott Key được xây dựng từ năm 1977, khiến cây cầu bị sập và nhiều người rơi xuống sông. Theo thống đốc bang Maryland Westmore, chính quyền đã nhận báo động khẩn cấp từ con tàu và nhanh chóng chặn các phương tiện chạy lên cầu, giúp ngăn xảy ra thương vong lớn. Ông Mo nói, những người này là những anh hùng, họ đã cứu nhiều mạng sống đêm qua. Cục điều tra liên bang FBI và các cơ quan khác của Mỹ cho biết vụ sập cầu không liên quan đến khủng bố. Ông Mo cũng nói không có dấu hiệu nào cho thấy cây cầu có lỗi về mặt cấu trúc. Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi vụ sập cầu là một tai nạn khủng khiếp và cam kết sẽ mở cửa trở lại cảng và xây dựng lại cây cầu. Tuy nhiên, vụ sập cầu đã làm gián đoạn vô thời hạn dòng tàu ra vào cảng Baltimore và điều này có thể gây ra tổn hại cho nền kinh tế địa phương, làm căng thẳng chuỗi cung ứng và gây xáo trộn việc giao hàng dọc bờ đông nước Mỹ.
Baltimore là cảng lớn thứ 9 nước Mỹ về hàng hóa quốc tế, xử lý kỷ lục 52,3 triệu tấn hàng hóa trong năm 2023. Theo chính quyền bang Maryland, cảng giúp tạo ra 15.330 việc làm trực tiếp tại cảng và 139.180 việc làm trong các lĩnh vực liên quan. Baltimore cũng là cảng hàng đầu của Mỹ về máy móc, nông nghiệp và xây dựng, nhập khẩu đường và thạch cao, đồng thời là cảng đứng thứ hai cả nước về xuất khẩu than. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Peter Buttigieg cho biết rằng vụ sập cầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng ở khu vực. Ông nói, không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một tác động lớn và lâu dài đối với chuỗi cung ứng, còn quá sớm để đưa ra ước tính về những gì cần làm để lưu thông tuyến đường thủy này và mở lại cảng. Cho đến khi kênh được mở lại, các tàu hàng này có thể sẽ chuyển hướng đến các cảng khác ở bờ đông nước Mỹ. Ngoài ra, ông Buttigieg cũng cho biết con đường phục hồi và xây dựng lại cầu sau vụ sập cầu sẽ không thể nhanh chóng và chắc chắn sẽ tốn kém.